Món phải tụi con làm ra hình con gà. Có hình con vịt nha. Đó, đó. Ăn chưa? Vô rồi. Mỗi uống trà. Ừ. Đó đó, còn đó. Là nó nhát. Máy là nó chưa chạy đó. Không chạy. Nó chạy rồi chắc banh cái máy luôn. Chưa nuốt vô á chắc còn nấu rồi. Nhậm là ngày đó làm đi đó, đi á. Mẹ vô góc cái lời đi cùng gần. Đi á. Đi. Vừa đó là đi cùng gánh. Lại lại. Chưa ăn cơm 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 anh. Ngã rồi thì gì đó. Ngã rồi thì chưa, chưa. Nó quần dưới á. Này bắt bắt. Hổ, mà nó quần. Bắt lên ra đủ thịt này rồi bắt lên ta. Nhả chưa? Nhả không? 30 triệu rồi. Ăn đau bụng lắm. Cái chân hồi cắn rụng ra luôn á. Còn kia nó ăn rồi phải không? Phải cái này. Tao biết nó nói nhau. Đẩy Nam xuống. Ủa, kéo lên quăng xuống anh dừng gãy cần nha xả bun liền à, khỏi xả cũng được ấy không nhưng mà chừng nó nhìn chân mắc cười nó ngậm chắc lạnh thôi nó nhả ra hay gì đó. Ừ, lạnh. Nuốt vô lạnh bụng. À, nó bự. Cái giò đụng quá. Má. Má lạnh. Má nhìn ớn quá. Mẹ bay xuống chắc nó chơi mình luôn quá ta. Cái này mà để nước trong nhìn hoành tráng con kia kìa, con kia ăn kìa. Quăng lên trước đầu nữa nè. Đó, nó đó. Con này trước này ăn rồi đó, đậu má tại vì nó mềm mẹ hết trơn rồi. Trời ơi, cái lưng kìa. Đó, thúc ra đó. Rồi, trước đây. Đứt hả? Okay. Rồi giải tay. Rồi đi, về. Đứt dây. Sao anh á, nó nuốt gần. Đứt dây cái gì cái